Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt TV Network. Sau đây là phần bình luận với tựa đề Tại sao NATO vẫn ủng hộ cho Thổ Nhĩ Kỳ? Bài viết do Trang Nguyễn biên soạn qua chương trình bày. Thưa quý vị, những bê bối sau vụ đảo tránh ở Thổ Nhĩ Kỳ và quá trình thanh trừng phe đối lập của chính phủ Erdogan đã làm dấy lên những đồn đoán rằng phương Tây và NATO muốn loại bỏ tư cách thành viên của Thổ Nhĩ Kỳ trong NATO. Thế nhưng, một ngày sau khi mà Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan tới thăm ông Putin ở Nga, thì Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, tức là NATO, hôm thứ Tư ngày 10 tháng 8, đã lập tức có tuyên bố và khẳng định lại lập trường rất rõ ràng của khối này đối với lại Thổ Nhĩ Kỳ. NATO chấn an Erdogan rằng, Thổ Nhĩ Kỳ là một quốc gia đồng minh được quý trọng và góp phần đáng kể và nỗ lực chung của NATO. Tư cách thành viên của Thổ Nhĩ Kỳ tại NATO là không có gì phải nghi vấn. Và đồng thời, NATO cũng nhắc lại là NATO tin tưởng vào những cống hiến tiếp theo của Thổ Nhĩ Kỳ và Thổ Nhĩ Kỳ có thể tin tưởng vào sự thống nhất và ủng hộ của NATO. Lý do của những trục trặc trong quan hệ NATO-Thổ Nhĩ Kỳ là bởi chính quyền của Ankara đổ lỗi trách cứ NATO là không có một hành động giúp đỡ ủng hộ chính quyền này khi mà có những chuyện xảy ra hồi tháng 7. Ngoài việc NATO thông báo rằng đã theo dõi cuộc đảo tránh, NATO nói rõ rằng Hiệp ước Washington của NATO ký vào năm 1949 không có điều khoản cho phép NATO có thể can thiệp vào chuyện nội bộ của nước thành viên. Trong khi đó, thì NATO cùng nhiều chính phủ phương Tây khác đã đánh tiếng lên án chính phủ Erdogan độc tài và trà đạp nhân quyền khi mà tiến hành hàng loạt các cuộc thanh trừng phe đối lập sau vụ đảo tránh. Ankara thậm chí còn nghi ngờ là có sự tham gia của nước ngoài trong âm mưu đảo tránh vừa qua ông Erdogan nghi ngờ hoặc là Ả Rập Xê Út hoặc là tình báo Mỹ đã nhúng tay vào việc lật đổ ông. Và nếu điều đó thật có thật, thì việc Thổ Nhĩ Kỳ ra khỏi NATO là điều hoàn toàn có thể. Những người lẽ mang nặng mùi xoa dịu của NATO đã không che giấu được nỗi lo sợ của phương Tây và NATO trước viễn cảnh Thổ Nhĩ Kỳ quay lại để bắt tay với lại Nga và thậm chí còn có thể tạo liên minh với lại Trung Cộng nữa cũng nên. Hãy nhớ lại, kể từ sau vụ Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ phi cơ Su-24 của Nga hồi tháng 11-2015, thì mối quan hệ của hai nước đã từng căng thẳng tột độ và lãnh đạo hai nước này không thèm nhìn mặt nhau lần nào cho tới tận bây giờ. Vậy thì, điều gì đã khiến cho hai kẻ độc tài này đột nhiên thay đổi thái độ và quay lại với nhau? Chỉ có một lý do duy nhất là sự bỏ rơi của phương Tây. Và cả hai nhà cầm quyền này đều chia sẻ sự lên án của phương Tây về những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng ở hàng loạt các vấn đề và sự lạm dụng quyền lực tất nhiên là phương tây không thích điều này và nếu hai kẻ ngông cuồng này quay ra bắt tay với nhau thì hoặc giả gọi thêm cả trung cộng vào hội thì chẳng khác nào một sự phân cực mới vô cùng nguy hiểm trong chính trị thế giới và tất nhiên phương tây không dạy gì mà đẩy những kẻ độc tài này vào với nhau đặc biệt với vị thế vô cùng quan trọng của thổ nhĩ kỳ trong địa chính trị châu Âu và Trung Đông. Và vì thế, không đời nào phương Tây muốn đẩy Thổ Nhĩ Kỳ ra khỏi NATO. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Một nguyên do vô cùng quan trọng khác khiến cho phương Tây bằng mọi giá không thể đẩy Thổ Nhĩ Kỳ vào tay của Nga lúc này. Đó là vấn đề Syria và cuộc khủng hoảng di dân từ Trung Đông. Thứ nhất, hiện tại Nga và Thổ đang bất đồng trong vấn đề Syria. Và Nga theo đuổi chiến lược tấn công vào ISIS và nhóm phiến quân mục đích chính là nhằm bảo vệ chính quyền độc tài của Assad. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ thì theo đuổi chiến lược hỗ trợ cho các nhóm nổi dậy chống lại chính quyền Assad và các nhóm người Kurd. Và nếu như Moscow và Ankara thống nhất lại cùng nhau, mà khả năng là sẽ ngoài việc tấn công ISIS, còn bảo vệ chính phủ của ông Assad và thiết lập chỗ đứng vững chắc cho Nga và Thổ ở Trung Đông. Phương Tây chẳng thích thú gì việc này, và về lâu về dài thì phương Tây không hề muốn giữ chính phủ độc tài Assad và cũng không thích nếu Nga và Thổ có tầm ảnh hưởng lớn ở tại khu vực này. Thứ hai, nếu phương Tây mà phản ứng thái quá với Thổ Nhĩ Kỳ thì Erdogan có thể sẽ tức giận mà hủy bỏ thỏa thuận tị nạn với EU. Cái mà giờ đây chẳng khác gì phao cứu sinh đối với lại châu Âu trong vấn đề tị nạn. Bởi châu Âu đã quá điêu đứng bởi hàng loạt các vấn đề kinh tế, khủng bố và chủ nghĩa dân tộc. Và nếu giờ mà thỏa thuận tiền nạn với Thổ Nhĩ Kỳ không thành, thì châu Âu sẽ còn điều đứng hơn nữa trước dòng người di dân từ Syria tràn vào. Lời mở đầu của Hiệp ước NATO có viện dẫn về các nguyên tắc và giá trị dân chủ. Song trên thực tế, kể từ thời kỳ chiến tranh lạnh, thì liên minh này không còn quá kén trọn nữa. Năm 1949, khi Bồ Đào Nha trở thành hội viên sáng lập NATO, nước này nằm dưới sự lãnh đạo của một nhà độc tài. Và trong quá trình lịch sử phát triển của NATO thì hai nước thành viên của khối này là Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp liên tiếp đã trải qua các cuộc đảo chánh quân sự. Và dường như NATO vẫn cân nhắc các vấn đề khẩn cấp cần giải quyết lúc này và giữ Thổ Nhĩ Kỳ trong thế đối trọng với Nga hơn là loại bỏ Thổ Nhĩ Kỳ ra vì giá trị dân chủ. Và theo ước tính thì các lực lượng NATO sử dụng ít nhất 20 cứ điểm ở tại Thổ Nhĩ Kỳ quân đội của Thổ Nhĩ Kỳ là lực lượng quân sự lớn thứ hai trong khối liên minh NATO này sau Mỹ. Và quân lính Thổ Nhĩ Kỳ đã tham gia vào tất cả các hoạt động của NATO ở Afghanistan, khu vực Balkan, Syria và Libya. Và ngoài ra, thì gần đây NATO còn lắp đặt một hệ thống lá chắn phòng thủ hỏa tiễn để có thể bảo vệ châu Âu ở tại Thổ Nhĩ Kỳ. Về mặt địa chính trị, thì Thổ Nhĩ Kỳ đóng một vai trò rất quan trọng để tiến hành tấn công vào những điểm yếu của Trung Đông và Biển Đen. Thế cho nên, cho dù Thổ Nhĩ Kỳ đặc biệt với sự lãnh đạo của Erdogan, có độc tài và chà đạp giá trị dân chủ, dù không còn là một liên minh có thể tìm gậy, thì phương Tây nói chung hay là NATO nói riêng cũng vẫn cứ phải cố nhịn mà giữ lấy chứ không dạy gì từ bỏ. Thưa quý vị, vừa rồi là phần bình luận với tựa đề Sao NATO vẫn ủng hộ Thổ Nhĩ Kỳ? Bài viết do Trang Nguyễn biên soạn Quang chương trình bày cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào phần bình luận lần tới xin kính chào